Rồi xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Và hôm nay thì vườn của bạn Nam ha lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống ha, cúc thọ hương, cúc bi, cúc tân châu, cúc vip nè ha. Nói chung là tàn cũng nói chung là khá ha, hàng quán rễ đế đẹp cho cô chú anh chị mình giao lưu về cho cô chú anh chị mình mua về chơi Tết năm 2023 cô chú anh chị ha. Thì hôm nay vườn nói chung là giao lưu mức giá cũng rẻ cô chú anh chị ha, mức giá dao động tầm 220-250 nó 220-250 là nhiều. Có giỏ rau phúc này, giỏ nhung, giỏ thơm đó, cô chú anh chị mình yêu thích cây nào thì cứ liên hệ với số điện thoại của bạn Nam ha, để bạn Nam hỗ trợ tư vấn cho cô chú anh chị mình. Ví dụ cô chú anh chị mình liên hệ với số điện thoại của bạn Nam không được thì cô chú anh chị mình vui lòng ha gọi liên hệ bằng Zalo dùm cho em nha. Rồi em cũng không làm mất thời gian cô chú anh chị nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào clip để xem tham khảo ủng hộ cho bạn Nam cũng như là kênh ạ. Rồi em xin mời cô chú anh chị mình vào clip ạ. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn ha, chào cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến với kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha, lô mai giống gì cô chú anh chị mình ha, lấy bo ghép hoặc là mình dưỡng lên mình chơi Tết 2023 nha cô chú anh chị. Thì không làm mất thời gian của cô chú anh chị nữa ha, thì vào clip thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một cây dạo đa phúc hết cô chú anh chị. Rồi mã số 73 nè các bạn. Đúng rồi, mã số 73 nè. Rồi cây cũ nè cô chú anh chị mình tham khảo ha. Thì bữa trước ha thì có cái em ha mới tập quay thôi cô chú anh chị ha, nên là quay nói chung là còn không được ok lắm, thì cô chú anh chị mình xem cũng bỏ qua giùm ha. Đó, thì mai sau này em nó có quay thì có sơ xuất cô chú anh chị mình cũng bỏ qua cho em nó nha. Rồi 73 nè. Rồi là một cây dạo đa phúc ha, để em đau hoành thân cũ cho cô chú anh chị quá, mình trời xem cũ luôn cô chú anh chị ha. Rồi hoành thân của cây là được 7 ha, hoành cũ đế ha là được 15. Rồi nút nụ ngon lành cô chú anh chị nha. Nè. Chiều cao là được 58. Rồi tán ngang là được 59. Rồi cái này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình, giá chỉ là 250.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi đổi cây nha bạn. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 74N cây cúc tân châu hết cô chú anh chị. Rồi một cây cúc tân châu mã số 74N ha. Rồi, cây này ha, một cây một vòng luôn các bạn, quay một vòng luôn đi ha, là lớn luôn ha. Đó quay một vòng ha, nhìn tàn ha cô chú anh chị. Rồi rồi hoành thân là được 6. Rồi hành củ đế là được 14. Rồi nút nụ là cô chú anh chị hàng Tết ha, nên em quay nút nụ cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Chiều cao 58, tán ngang là được 68 nha cô chú anh chị. Cây nào cũng lên nút nụ rồi nha. Rồi cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 280.000 ha, bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi đổi cây. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 75N. Rồi 75N là một cây cúc họ hương hết cô chú anh chị. Rồi cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi tắt cây. Rồi tiếp theo cây mã số 75 ha, 75 là một cây cúc thọ hương của chú anh chị mình. Nút nụ nè, mê luôn cô chú anh chị ha. Hàng Tết này là em sẽ quay gõ gõ cái nụ ha, em quay nụ tập trung là quay nụ nhiều cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Đó. Đó. Củ đá nè cô chú anh chị ha. Rồi hoành thân của cây là được 7 ha cô chú anh chị, hoành củ đế là được 17. Rồi chiều cao là được 63, tán ngang là được 62. Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 280.000 hết cô chú anh chị. Rồi 280 đổi rồi, cây em xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 76. Rồi 76N. Rồi 76N cũng là một cái cúc tân châu hết cô chú anh chị. Rồi bình thân ha là được 5, nguyên cái cũ nằm dưới hả cô chú anh chị. Rồi hình cũ là được 14. Nút nụ nè cô chú anh chị ha. Chiều cao 60, tán ngang 69. Rồi cái này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250 ha. Rồi 250 đổi cây. Rồi, xuống cây luôn. Người ta rồi ăn. Tiếp theo mã số 77 anh là một cái cúc bi nha cô chú anh chị. Rồi xong là cô chú anh chị ha. Ôi cúc bi này mong đẹp lắm nha cô chú anh chị nha. Rồi hoành thân là được 5.5 em tính 5 thôi ha. Nóc nụ hoành cũ là được 15. Đó. Chiều cao 41, tán ngang là 58. Rồi, rồi cây cúc bi giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá chia 250.000 thôi. Rồi đổi cây. Rồi rồi tiếp theo, rồi, tiếp theo mã số 78 anh nè là một cây dảo đa phúc hết cô chú anh chị. Rồi tàn khá là tròn luôn cô chú anh chị. Rồi hoành thân của cây là được 7 ha, được củ đế đẹp luôn, hoành cũ là được 15, bí ba muối ha. Chiều cao là được 66, tán ngang là được 69. Nút nụ nè.
Dạ. Rồi, cái này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá chỉ là 350.000 thôi nha. Rồi, đỡ cây. Rồi, em xuống cây. Đây là mã số 79N nha cô chú anh chị. Là một cây dảo nhung ha. Rồi, dảo nhung nha cô chú anh chị. Này bông nó nở được hơn một ngày cô chú anh chị ha. Nè, lên cái bông quá trời cái bông ha. Cánh nó mịn như nhung luôn cô chú anh chị. Nhìn cái màu mịn là chịu liền luôn cô chú anh chị. Rồi, quỳnh thân của cây là được 7 ha. Rồi. Củ đế là được 14. Rồi. Chiều cao là được 45. Trắng ngang là 46. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ là 270.000 ha. 270 bao phí vận chuyển các bạn. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 80N. 80N. 80N là cũng là một cái cúc tân châu luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Tàn đều hết cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân là được 7. Quỳnh cũ là được 17. Rồi. Chiều cao là được 46, tán ngang là 74. Rồi, cái cúc tân châu này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ là 280.000 ha. Rồi, đổi cây. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 81N. Rồi, 81N cũng là một cây cúc bi ha cô chú anh chị. Rồi. Cây này cũng có đế của chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn bạn. Rồi. Quỳnh thân là được 7. Rồi, chiều cao là 54, tán ngang 60. Cái này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 270.000 ha. Rồi, đổi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 82N. Cũng là một cây cúc họ hương luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Ờ, củ đá nè cô chú anh chị ha. Đá bí ha. 4 5 múi luôn cô chú anh chị. Rồi, quanh thân là được 6. Rồi. Hình cũ là được 15. Rồi, nốt nụ ngon nha cô chú anh chị. Chiều cao 66, tán ngang 72. Rồi, cái này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 290.000 ha. Rồi, một cây cúc cỏ hương cũ đẹp ha, tràn tròn luôn. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 83N là một cây cúc nhị đỏ nha cô chú anh chị. Rồi. Cúc tỳ đỏ ha, vừa uống thân ha mà vừa giống cũng khá mới ha. Khá là đẹp nha. Khá đẹp. Bông khá đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, thông số này bạn. Cụ đế ha. Bí nè, thân thì lắc nha cô chú anh chị. Rồi, quanh thân là được 5 ha. Rộng hình chữ O luôn ha. Chiều cao 50, tán ngang 65. Rồi, cây mã số 83N cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá chỉ là 350.000 ha. Rồi, đổi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 84N. Rồi, tiếp theo mã số 84N là một cây cúc hoa hồng nha cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn khá luôn ha. Đó, hàng này lên nút nụ là ngon cô chú anh chị nè. Đó, lên nút nụ quá trời luôn nè. Rồi. Đặt kẹo nút nụ luôn. Quanh thân là được 6.5. Có củ đế quấn rễ ha, dù quấn rễ dù quấn thân cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là được 89. Tán ngang là 88. Rồi. Rồi, cái này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 400.000 ha. Thì mã số 84N thì là cũng là một cây cuối clip nha cô chú anh chị. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha và ủng hộ em trong các clip trước nha. Thì trong quá trình quay clip có gì sơ suất mong cô chú anh chị bỏ qua giúp em nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0866459094. À, cũng là số điện thoại giao lưu của em luôn ạ. Rồi. Dạ. Thì em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam cũng như là rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Chào, hẹn gặp lại ạ.